Chào cả nhà đã đến với kênh Nhật ký Khắp Nơi của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại khách sạn. Thì trên chuyến hành trình của mình đi quay kênh chính của mình là kênh YouTube Tiếng Quê 886, thì mình sẽ quay thêm những cái góc cảnh khác, một cái nơi gọi là minh lệ của mình để cho quý vị khán giả có thể coi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái khách sạn gọi là Nhà Văn hóa Thanh Niên ở thành phố Vũng Tàu ở bãi sau. Từ khách sạn thì quăng và chạy xuống xíu nữa mọi người chạy vô thì sẽ thấy khách sạn này. Ở đây thì mình nghĩ là của nhà nước nên khá là yên tĩnh, và cái giá cả thì nó cũng không cao lắm, nó cũng vừa tầm, dễ thì không dễ nha, mà mắc thì cũng mắc. Và đây là cái hôm nay của mình, trên này tới mấy tầng lận. Và tại vì mấy năm trước mình có tới một lần, và khi mà đi lên đó thì mình ở khách sạn này mình thấy cũng khá là ok về cái giá phòng, rồi về cái phòng thì cũng khá là đẹp. Giờ mình sẽ vào để review cái phòng của mình. Hiện tại khi mình ở đây là vào buổi chiều rồi, nên là đáng lý là có rất nhiều phòng bên ngoài, nhưng mà lý do là mình chọn ở đây là lúc trước là mình đã ở rồi. Phòng ở đây là 550 đó. Thì mình đi hôm nay là đi 3 người, mình với 2 đứa em nữa, và chọn một căn phòng này thì nó cũng khá là rộng. Cái này tầm mấy chục cái vuông em hả? Rộng đó nha, giống hơn cái phòng của anh hơn. Rộng hơn cái nhà mà ở luôn. Yeah. Ở đây là có 2 giường, bên kia là giường đôi, bên đây là giường đơn. Giường khá là sạch sẽ, chăn gối mền đâu. Cái này tối đắp luôn ha. Ở đây có một cái tủ này, bảo thấy cục sạc ha. 2 cái gối mền, bên đây là một cái tủ đồ, bên kia là một cái bàn, cái tủ điện thoại nữa. Đây là có bàn trang điểm dành cho chị em phụ nữ. Toilet nè, tivi đều bật được nha, mà đều bên không bật. Còn đây là toilet, không có vòi hoa sen gì hết trời. Đâu thấy đâu, tắm bằng cái vòi kia mà thiệt hết chứ. Đây là bót xà bông từ lưu view hết. Còn đây là mình đi cả ngày rồi, tắm xong rồi bắt đầu đi xuống kia dạo dạo một vòng, ăn cái gì đó xong tối ngủ lại mai đi tiếp. Quay thì cha thấy tiền bạc đâu tốn dư lắm nha, giỡn đâu. Đó, quay mấy cái quay về phụ này là để bổ sung nè, kiếm thêm là cà phê nè. Nhìn phòng khá là sạch sẽ, máy lạnh đâu có, cái này không có thêm máy quạt đâu, có máy quạt luôn, bật máy quạt luôn cho nó mát cho nhanh. Đó, mát mẻ. Đây là một cái tủ đồ, trên đây thì người ta có để nước suối nè, bình để mình mua mì tôm á, mình có nấu thì mình nấu bình này luôn đó, mình ăn đêm. Nhà khách thanh niên đó, mình thường hay tới là ở đây tại vì thấy cũng khá là yên tĩnh. Ồ, tủ lạnh nha, có tủ lạnh luôn mà không thấy lạnh gì trơn, điện đúng đâu rồi trời, mát mát thôi không thấy lạnh, có tủ lạnh đây luôn rồi. Còn đây là cái phần quan trọng nhất. Đây là cái view mình có thể nhìn thấy ra được bãi biển, mà nó xa lắm nha. Mình thì thấy được, nhưng camera thì quay tới nổi đâu. Phía trước ngoài kia là khách sạn Thi Vân kìa, theo ngón tay mình chỉ. Ở đây là những cái hàng cây bàn và dưới là cổng. Thật ra ở đây là rất là ít người vào, tại vì khách sạn này quá rộng. Đa phần ở mọi người là tập trung ở ngoài là vùng biển là nhiều, sát mặt biển. Thực ra thì từ khách sạn này mà chạy ra bờ biển thì không xa đâu, khi mình xuống mà chạy xe ra tí là chỉ có vài trăm mét thôi. Qua cái đường này xuyên qua một con chợ bán đồ hải sản là qua được cái bãi sau rồi. Rồi mình chạy thêm đoạn kia đó qua bãi trước. Rồi tối thì có thể ngắm trăng đấy, mọi người thấy là trăng nè, có nè. Tại bữa đây mình đi ngày ngày 10, 11 gì đó, mấy ngày nữa trăng nó tròn. Và xung quanh đây là khách sạn rất là nhiều, từng phòng